Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Hiện giờ thì Bắp đang có mặt tại nhà bà cụ 93 tuổi, bà cụ mà nuôi một người con trai bị tâm thần ở nhà mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt và vui mừng nhất đối với bà. Bà đã được một căn nhà mới. Ngôi nhà này được chị Trần Thị Chi ở Cali và chị Kheo Khi Chí ở Cali dành tặng cho bà. Rất là trân quý tấm lòng cao cả của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân luôn cả nhà mình. Ngôi nhà bắt đầu thi công từ ngày hôm qua nhưng mà rất chiều quá, mưa dữ quá, mưa tầm tã luôn cả nhà mình, mưa tới tối tới đêm nó mới tạnh mưa. Thợ thì làm không có được, chắc có lẽ là trong vòng buổi sáng ngày hôm nay ngôi nhà sẽ được hoàn thiện. Phía bên hông ngôi nhà đang làm là có một ngôi nhà che, đó là ngôi nhà của bà. Ngôi nhà rất là thương, sạch sẽ, nó nghiêng qua một bên rồi cả nhà mình. Bắp chưa thấy bà xuất hiện, chắc có lẽ là bà đang ở trong nhà. Giờ thì Bắp sẽ mời cả nhà mình vào thăm bà và xem cái cảm xúc của bà khi nhận được cái ngôi nhà này như thế nào nha. Bên đây Bắp có thấy như là cháu của bà cả nhà mình. Chị ơi, bà đâu chị ạ? Bà trong nhà. Dạ, bà trong ngôi nhà che đó hả? Dạ. Dạo này chị khỏe không? Giờ này chị khỏe không? Thì mới đi mua thuốc 2-3 ngày này. Dạ. Thì đi mua thuốc đau xương khớp, đau bình xăng nữa. Vậy hả? Ừ. Rồi thì ông chồng của chị đâu? Ông chồng thì đi nhập viện Phan Rang. Nhập viện Phan Rang hả? Ừ. Bị bệnh lao phổi hả? Nặng lắm. Hai cái phổi nặng hết luôn. Dạ. Hay là phát bệnh tiểu đường nữa. Trời đất ơi. Ừ. Sao lắm bệnh thế? Mình lung tung luôn. Rồi chú ở dưới đó vậy thì ai chăm sóc cho chú? Đây là chiều cô mới đi. Chiều cô mới đi. Ừ. Đi rồi ban đêm ở lại đó thôi chị. Sáng dậy giờ đây. Ừ, để ông xăng chạy qua đây để mua thức ăn cho bà, nấu làm canh cho bà ăn. Dạ. Ừ, buổi sáng là giờ nhà chăm sóc cho bà. Ừ. Rồi chiều lại tiếp tục đi xuống đó chăm chú. Ừ. Mì miếc đau óc của cô là đau miếc. Trời ơi, thương quá ha. Đi xuống bệnh viện tỉnh đúng không chị? Ừ. Rất là xa. Xa, ở bệnh viện Lào Phối. Ở bệnh viện lớn ở tỉnh này, còn bệnh viện Lào Phối ở dưới kia nữa. Dạ. Chắc nằm cả tháng luôn. Rồi, hai vợ chồng ai cũng bệnh hết. Bệnh hết luôn. Bữa cô đau hai xương khớp đi không được luôn á. Dạ. Đi mua thuốc ở Cam Ranh á. Chú đi bệnh viện có bảo hiểm không? Có. Miễn phí 100% đúng không? Người ta miễn phí. Chủ nhật thứ bảy thì ăn cùng của mình. Dạ. Thứ hai thứ ba thì ta cho ăn. Dạ. Cô chú anh chị chia sẻ trên mạng á là cái bệnh lao phổi được nhà nước cấp thuốc miễn phí, không có tốn tiền, chữa bệnh miễn phí luôn. Người ta miễn phí, thuốc người ta miễn phí. Dạ. Thì tốn tiền mình đi, tiền xăng, tiền ăn thợ bay chủ nhật thôi. Dạ. Tiền xăng, tiền ăn uống. Có tốn tiền phòng không? Chắc chưa biết nữa. Xuất viện mới biết. Rồi mình có tiền đóng không? Chắc bữa chưa đóng tiền. Dạ. Chắc luôn bệnh viện xuất viện mai chắc người ta mới nói. Dạ. Hôm bữa thì em có chích ra một ít quỹ của cô chú anh chị mà Thường Quân hỗ trợ cho bà cái số tiền đó, đến hiện tại bây giờ thì còn hay không? Còn 1 triệu, chi xe rồi 2 triệu mua thức ăn cho bà, đi chích thuốc cho bà. Dạ. Còn 1 triệu đi mua thức ăn cho bà nữa. Dạ. Trời ơi, thương quá, mình đã khổ rồi. Ừ. Mình lại sợ những lúc mà bệnh tật đúng không chị ha? Ừ. Không có tiền để chạy chữa. Đó, lúc mà bệnh nó không có tiền luôn á. May là người ta hỗ trợ 1 đồng, 2 đồng mà chị đưa ông đi bệnh viện. Dạ. Ừ, bé gái này là con của chị đúng không? Ừ. Dạ. Con của chị. Là hôm bữa nó chị nói là bé này là có chồng rồi, có chồng của con rồi. Có rồi. Đó, chồng nó khổ, nhưng khổ mê thở lắm quá. Dạ, nhìn giống mẹ quá. Này nếu mà gọi bà là bằng cụ luôn á. Bằng cụ. Bằng cụ. Bằng cụ. Này là chắc luôn chứ phải cháu nữa. Chị là cháu rồi. Chị là cháu, đây là bà cụ. Dạ. Bé này là chắc của bà luôn á. Cháu chắc đó biết không? Trời, biết chứ. Hôm nay
Chị thấy bà được một ngôi nhà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân dành tặng cho bà. Dạ. Trong lòng bà có cảm thấy vui không? Bà rất vui, bà nói vui lắm luôn á. Dạ. Bà nói vậy. Như chị thì sao? Chị cũng vui cho bà. Dạ. Hai mẹ con bà ước mơ một căn nhà cho bà. Dạ, cũng thương bà hả chị hả? Cũng thương bà. Bà có ngôi nhà mà cô cũng muốn làm cho bà mà cô làm không được nữa. Dạ. Cô cũng thương bà mà làm không được luôn. Dạ, tại vì cô cũng khổ. Suy nghĩ miết mà làm không được. Dạ. Không thương bà, cô làm không được, làm không nổi một mình cô. Dạ. Ngày nhỏ thì mẹ của chị mất. Mẹ lúc con... chị còn nhỏ xíu lúc thì mẹ... bà đã chăm chị cho đến khi chị lớn. Điều đó là đương nhiên rồi, chị phải báo hiếu. Giờ bà cũng không sống được bao nhiêu lâu nữa. À. Cũng cuối đời rồi. Cũng nay đây mai đó thì chị cũng đó, bà cũng khổ, bà không có cái gì hết á. Bà không có bò, không có nhà gì hết đó. Dạ. Bà cũng khổ. Bữa cô xin tiền con em cho 3 triệu đó. Cô muốn mua một con bò nhỏ nhỏ cho bà. Thì em nói thì mua thức ăn cho bà. Mua lụt thuốc men cho bà uống. Ừ, lo, chị có nói là lo hai ước, cái mẹ con bà. Chị ước gì có một con bò nhỏ để chị nuôi nó lớn đúng không? Đến lúc mà bà mất á, thì chị sẽ bán con bò đó. Chị lấy cái số tiền chị lo cho bà. Đúng đúng không chị? Đúng. Trời, thì ước mơ cảm động cả nhà mình. Thì ước mơ như vậy mà chị làm được, chị không dám xin người ta đâu. Chị mắc cỡ. Người ta cho một căn nhà đó, chị rất vui rồi, vui cho mẹ hai mẹ con bà. Cũng cảm ơn. Hôm bữa chị nói là bà có cái biểu hiện gì ban đêm? Bà có ban đêm bà ngủ không được luôn á. Bà kêu miết. Ngày hôm qua nó nói là ước mơ có một căn nhà nó không la nữa, nó như vậy. Vậy hả? Ừ. Vậy là bà không la nữa chứ. Từ trước bà ở trong ngôi nhà tre đó thì bà la hả? Nhà đó cũng la, nhà này nó không la miết, ban đêm nó ngủ không được luôn á. Là lớn không? Lớn chứ, nó cầm cái cây nó đập nhà nữa, nó thấy người bà giật bà. Nó là sao? Là bà hả? Bà cầm cái cây bà đập nhà hả? Thấy là thấy người có đây giật bà. Dạ. Mà chị qua quay bà không có người gì hết á. À, là bà nói là có người, có người vô quấy rối bà. Nhưng mà là không có, không đúng không? Không có. Tại vì giờ mà bà lớn tuổi quá rồi, đó. Bà già rồi. Giờ bà... tâm trí của bà là không có được ổn định, bị lẫn lộn hết rồi. Người ta kêu là bị lẫn á. Chắc vậy. Chắc có lẽ là bà ảo tưởng á. Hôm qua bà nghe là cất ngôi nhà này lên. Thì bà ban đêm bà ngủ được không? Chắc ban hôm là bà ngủ được. La ít. La ít hả? Thế bà ngủ tới 8, 9 giờ, 11 giờ. Dạ. Mà 30 la. Ban đêm là bà không ngủ luôn. Không ngủ luôn, tới sáng luôn. Không ngủ nguyên đêm luôn. Ờ. Ban ngày bà có ngủ không? Ban ngày thì bà ngủ. Ban đêm là tới sáng luôn. 5 giờ chiều tới, 5, 6 giờ chiều tới, 6 giờ sáng luôn, nó kêu. Dạ. Con của bà đi miết đâu, cái chân đó nó sưng lại đó. Nói đâu có nghe đâu. Dạ. Còn bé gái con của chị là làm công việc gì? Không có công việc gì hết á. Bữa học 11, lúc 10, lúc 11. Mà cô không có tiền tới bà đến đó, đâu có ai đi làm được nữa đâu. Bỏ học á. Dạ. Bỏ học bắt đầu lấy chồng, có con. Rồi ở nhà chăm con. Chồng thì có đi làm gì không? Có chồng anh này ít công việc lắm, có công việc phải đi làm. À chú kìa, chú kìa. Chú. Có không biết cảm xúc của chú hôm nay có coi nhà, chú có vui không ha? Sáng chị nói với nó ơi nhà, không cho nó đi. Dạ. Muốn đi sáng chị cũng cho đi. Dạ. Đi là đi đâu chị? Đi làm cỏ cho người ta. Đi làm cỏ một ngày họ cho được bao nhiêu? Chắc chị không biết nữa, 10.000, 20.000 gì đó. Nên làm một tay mà. Trời đất ơi, làm đó. Cả ngày mà cho được có 10.000, 20.000 hả? Nên làm mấy quán bên kia. Ôi, người ta kêu gì làm cái đó? Người ta... Làm cho người Kinh hay là làm cho người đồng bào mình? Người Kinh chứ, người đồng bào ít kêu. Dạ. Là họ sai cái gì mình làm cái đó.
Và một ngày cho được có 10 ngày, 20 ngày? 10 ngày, 20 ngày, một tô bún cũng được, đưa nó ăn. Trời ơi, chắc là họ thấy là chú khờ quá. Chắc với lại bệnh nữa, không có biết gì rồi đó, kiểu như... Nó không biết gì hết, người ta cho bao nhiêu, nó lấy bao nhiêu, 10 ngàn, 20 ngàn, nó nói nhiều lắm rồi. Trời ơi, thương quá. Tai nạn miếng, 2 lần, 3 lần tai nạn rồi đó. Tai nạn lúc trước mà lúc cô cùng, con của cô còn nhỏ. Dạ, chào chú. Lần. Chú ơi. Trời ơi, thương chưa cả nhà. Đó, đi tướng vậy đó, bị tông rồi. Cái chân đi miếng nó xương lẻ. Dạ, chú bị tai nạn rất là nhiều lần rồi. Rất là nhiều lần, nó đi, người ta xe rượu, người ta tung. Người ta tung rồi, người ta đi luôn, ta đâu biết thương đâu. Trời quá hơn. Mình thuê tới ai đó, thuê tới cho nó đó. Yeah. Thuê nó đi miếc, đi lùm nhùm nhựa, đi làm cỏ gì đó. Ủa ta sao mà nó được? Cô, chị phải kêu chú đó bằng chú đúng không? Chị bằng chú đúng không? Quên rồi, quen miệng rồi mà. Tự nhiên bà cũng kêu bằng nó, bà chú cũng kêu bằng nó. Quen rồi. Quen rồi? Quen rồi. Ý là người đồng bào mà không có biết cách xưng hô đúng không? Ừ. Yeah. Chú đá lông nhiều với bắp cả nhà. Hồi chú sáng, ơi chú không hồi sáng nó hỏi ai làm nhà cho nó, chị nói thì mới em kêu anh làm. Em có mong. Một cái điều thắc mắc nữa là nếu mà em ví dụ thôi nha, lỡ sau này bà mất đi rồi chú có chịu ở căn nhà này không? Có chứ, để cho nó ở luôn á. Dạ. Căn nhà của nó mà. Mà quan trọng là chú có chịu ở hay không á? Chịu chứ. Dạ. Mà nó thích cái nhà đó, thích ở cái nhà đó. Dạ. Đâu có ai ở đâu. Vậy là mừng lắm rồi. Vậy là mừng lắm cho hai mẹ con bà. Chứ mà bà mất đi mà căn nhà đây bỏ trống lạnh lẽo. Khi là bà mất thì để cho chú ở ngủ. Tới chú mất thì thôi. Dạ. Chứ em thấy ngôi nhà tre đó thì không bao nhiêu lâu nữa nó sẽ sụp thôi. Đó. Cũng muốn làm cho mà cô không biết làm nhà. Nếu cô biết làm thì cô làm được đó. Làm cho bà. Thì yeah. Chặt cây tre, chặt cây làm cho bà. Cô làm không được, cô không biết làm thì. Yeah. Cô không biết làm luôn. Bữa có trước, chú ở nhà thì... Đó có... Bữa trước là chú ở nhà, chú chưa bến nó làm á. Dạ. Hôm nay nó bến rồi làm không nổi. Mệt. Hello chú. Hello chú, khỏe không chú ơi? Chú khỏe không? Trời ơi, chị biết cười không biết gì hết à. Đang ngồi ngắm nghía ngôi nhà mới. Chú ơi, chú thấy ngôi nhà đẹp không? Chú thấy ngôi nhà đẹp không? Hả chú? Không hiểu cái chân này là... Chị biết cười. Ôi trời. Hồi sáng giờ ăn cái gì chưa? Chú ăn cái gì? Hả? Hả chú? Ăn cái gì? Ăn gì chú? Sáng ăn cái gì á? Chú không hiểu luôn cả nhà. Giờ chỉ ra đi. Làm cỏ cho người ta một ngày cho được có 10 ngàn, 20 ngàn. Chú vẫn lấy luôn, chú từ giờ chú đâu có biết gì đâu bây giờ. Đâu cái chân chú bị sưng quá hả? Ôi ôi. Nhà mình xem thôi. Sưng ủ ùn luôn. Không có tiền để đi chữa luôn cái nhà. Rồi nó động sưng, cái nhà nhìn xem chân bên đây bình thường nè. Cái chân bên đây nè. Đó, như kiểu như nó phù luôn á. Sưng phù luôn á. Khổ chưa? Không có tiền đi bệnh viện luôn. Chưa có tiền thì mỗi người ta một triệu rưỡi. Dạ, chị qua đây ngồi đi chị. Xích ghế một xíu cho tụi chú anh chị thấy. Dạ. Cô mượn người ta 1,5 triệu thì vô bệnh viện không răng đó. Mà người ta đi thì còn chị không có tiền đi. Lắc đầu người ta có một lấy bác sĩ thì có một lấy làm cho 2 tuần thì cô về. À giờ nó động nó sưng dữ vậy? Sưng chứ nếu nó nhà nó chịu đau nó có đi miết rồi, nó nên lại đi được nữa. Nghe dữ đó.
Có ngày á người ta kêu đi nhổ cỏ thì nhổ cỏ, rồi không kêu thì ở nhà đi vòng vòng ngoài đường lượm ve chai hả? Có người kêu làm cỏ thì nó làm, có người kêu thì nó xách cái cỏ đi lượm nhựa. Dạ, lượm nhựa giữa là lượm ve chai cả nhà mình. Chú ơi, nhà đẹp không? Nhà đẹp không? Nhà đẹp không? Làm xong rồi qua ở luôn nha. Đó. Là chú nói cái gì? Nói là tối đêm nay là nó ngủ chỗ đó. À, tối nay ngủ đó. À, ok. Ok. bắt tay luôn. Oh, chú rất là vui. Chú vui lắm đó con. À, chào chị. Nó vui, cái thời căn nhà nó vui. Thường quá. Rồi cái tay sao bị sủi luôn rồi. Tay nặng hồi trước. Cái tay của chú cong vậy hả? Con đâu bị tay nặng á. À, bị tay nặng. Có một tuần người ta đi vô bệnh viện không ra, đâu có ai cấp cứu ở đâu. Dạ. Ba mình. Ôi bà đây. Gia đình đâu biết ở đâu mà đi cấp cứu. Bà này cả nhà mình. Con chào bà. Ờ. Hello bà. Trời ơi, sao mà quần áo lem lút đen thui vậy? Mà nó nhớ, mình nhớ nó mà nhớ cả nhà. Để cho bà đi tắm hả? Dạ. Lên qua cô nói rồi mà đi chị tắm á. Dạ. Nó mà nó nhớ cả, nó nhớ như khỏe vậy. Mà lâu thì dạ dạ khỏe vậy đó. Lạnh, giờ này không có tắm. Giờ chờ chưa chưa chị à? Giờ này lạnh lắm. Thế có hát tắm mùa nay nhỉ? Em sẽ bồn. Hát tắm mùa hai khỏe hơn nhỉ? Hờ, à. Bà nói cái gì? Bà có một áo mà khoảng 2-3 bụng. Tại vì ngày nào nó mặc một đợt hay đợt đó. Giờ này lạnh, giờ này mới bươi xong, lạnh đừng cho bà tắm. Bà già là yếu rồi. Bà ơi, bà khỏe không? Khỏe. Khỏe không? Chứ khỏe đâu, bệnh lắm. Bệnh lắm hả? Bệnh lắm, đau khi lần đâu. Bà thấy trong người như thế nào? Như gì? Trong người bệnh gì? Trong mình đó, trong mình của bà bệnh gì? Bị thuốc lên đâu. Sao bà nói bà bệnh? Bà bị cái gì á? Dạ. Bà không biết luôn. Trời ơi, cười bà cười cái coi. Cười con coi cái răng của bà coi. Cười còn đúng một cái răng chuột luôn, cái răng cửa luôn. Răng gì bây giờ hết rồi. Già hết rồi hả? Già hết rồi. Hết răng rồi hả? Cứ làm cái đôi nữa. Thôi ráng vài tháng nữa thì mọc răng lại nha. Bà thấy ngôi nhà bên kia đẹp không bà? Nhà đẹp không? Bà thích không? Thích không? Ừ. Chiều nay mình dọn qua đó ở luôn nha. Nha bà nha. Đừng ở bên kia nữa, bên kia là ớn lắm. Nó muốn sụp rồi. Bà nha, qua đó ở an toàn hơn. Trời ơi, thương quá thương. Cái nhà mình người là. Cái này là chiếc ghế bắt mua cho bà ngồi á. Cái ghế này con mua cho bà. Con tặng cho bà ngồi nha. Hồi sáng giờ bà ăn cái gì chưa? Nghe gì? Ăn cái gì á? Bà ăn cái gì vậy bà? Cái gì đồ ăn? Dạ? Cái gì đồ ăn? Ủa sao ăn rồi xong rồi không biết gì đâu, ăn là sao? Ăn canh là canh thi đủ. Canh thu đủ hả? Ừ. Ăn cơm với canh thu đủ? À, ăn cơm cho canh thi đủ. Ừ. Không có thịt ăn hả? Này cái gì đồ mua? Buổi sáng thì chị mua cái gì cho bà ăn? Buổi sáng thì mua bún 15 nghìn cho bà. Bà ăn bán thức ăn bún. Thì mua thịt nữa, một nửa xí 50 ngày nào cũng vậy, 2-3 ngày cho bà ăn một lần. Dạ. 2 ngày 3 ngày cho ăn một lần. Sáng cơ mua bún. Bà ăn được nhiều không chị? Bà có tiền đó nó đi mua nó không biết hả? Mua một tầm nó mua một tầm, quay tầm nó mua một tầm, nó không biết mua một chứ. Dạ. Vậy là bà không biết tiền, cứ có tiền là đem xuống mua cái rồi đi về thôi. Dạ. Ta thấy nó già, nó biết gì hết.
Dạ. Có trôi ta lừa. Ở đây sáng bà phải bắt cháu cho chi bún. Dạ. Sao bà nói gì? Bà thì thầm cái gì đó? Dạ. Sao bà nói gì chị? Bà nói là mới em cho ca cho bà 2 ký rưỡi. Dạ. Bà ăn được không? Ăn được. Ngon không? Dạ. Ăn ngon không? Ừ. Dạ. 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 Bà vui. Dạ, 2 ký. Vui hả? Bà vui hả? 2 ký. Xíu nữa con cho bà cá nữa nha. Ừ. Nha bà nha. Ừ. Bà có thích uống sữa không? Thích chưa? Thích hả? Thích lắm. Thích lắm hả? Xíu nữa con mua cho bà sữa bà uống nha. Ừ. Dạ. Sữa, uống sữa nào mà mọc răng đó. Nha bà nha. Mọc răng để mình ăn cá. Ăn cá khô rồi cho dễ. Kiếm cho bao nhiêu, cho bao nhiêu mà xài, bà đi mua bán cũng dễ thôi. Tôi thuê người bán cá, bán cửa đấy, nó đi mua 100, nó mua hết 200, nó mua hết. Bà ơi, cháu bà có thương bà không? Ừ. Có thương không? Thương chứ. Thương hả? Thương. Thương nhiều không? Thương nhiều. Dạ. Thương nhiều hả? Bà 90 mấy tuổi mà bà đi được là thấy vẫn còn khỏe á. Chẳng qua đầu óc của bà bị lỏng thôi. À, đi làm gì? Đi làm cô, cứ được đâu. Đi dài 15. Dạ. Đi cô làm gì đó. Bà chưa có bệnh. Bà chưa có bệnh. Không chết, chưa có người ta con. Dạ. Vì cái ăn cái đồng đâu. Dạ. Làm gì đâu. Dạ. 15, chưa có được. Bà Kim Kiều nói được. Đi em chúc mừng. Dạ. Bà Kim Kiều. Ừ. Đi xa đi, có điện nghỉ đâu. Không nổi hả? Không nghĩ đâu. Bà ngồi đây bà ngắm ngôi nhà của bà đi nha. Con qua bên kia con tham quan cái ngôi nhà kia của bà chút xíu nha. Dạ. Dạ. Đây là ngôi nhà tre của bà này nha cả nhà mình. Trời ơi nó nghiêng quá trời nghiêng rồi cả nhà. Ở dưới thì thấy có ve chai của chú gom về để bán kiếm tiền đó. Ngôi nhà nhìn thảm thương luôn cả nhà này. Đó. Thấy thương chưa cả nhà? Hôm nay có được ngôi nhà mới của mấy chị hỗ trợ rất là mừng cho bà luôn. Trời mưa mà mấy cây tre này nè cả nhà, nó bị mục hết rồi. Bà phải lụm lại, bà gom lại chắc làm củi đốt á. Bên trong thì cái bếp của bà. Bếp ngay chăn chỗ ngủ luôn à. Trời quá thương luôn ngôi nhà. Mưa xuống không? Không dột mới lạ cả nhà. Thương nha. Quá khổ cho một kiếp cười luôn. Bà đang trong ngôi nhà tre lặng lẽ đi ra. Bà ơi, xong nhà rồi. Xong rồi. Xong rồi. Ừ. Bây giờ mình qua đó ở luôn bà ha. Cảm ơn. Cảm ơn hả? Cảm ơn. Rồi, con cảm ơn bà nha. Đi, bà đi qua đây. Xem cái ngôi biệt thự của bà có đẹp hay không? Đẹp chứ. Đẹp không? Đẹp. Dạ, đẹp giống đẹp. Đẹp giống bà không? Đẹp chứ. Đó, có bậc thang đàng hoàng nha. Ừ. Ừ, không biết bà đi được không? Đi được. Đi được không? Ừ. Ok không? Được chứ. Phải được nha, đi phải được nha. Ừ. Rồi.
Trời ơi, lưng tôm, lưng rùi nhìn thấy thương quá. Hút thuốc hả? Bà hút thuốc bằng gì vậy? Thuốc xì gà, quên hút mà. Hút thuốc xì gà miền núi hả? Trời ơi, trời ơi, nó còn cháy kìa, bỏ túi luôn. Tắt chưa? Thuốc. Dạ. Để cháy áo hết, không có áo mặc luôn á. Ừ. Xíu nữa con tặng bà vài bộ đồ cho bà mặc nha. Này cầu thang này bà bước lên được không? Được không? Bước lên từ từ nha bà nha. Để chực chân té nha. Tôm một cục nữa. Đợi một chút xíu nữa rồi chị lau chùi sạch sẽ rồi qua để ở luôn nha bà nha. Dạ. Bà bây giờ bà tới ghế bà ngồi đi. Tới ghế ngồi cho khỏe đi, nắng cũng đi đi. Dạ. Cũng đi đi. Không đi hả? Cũng đi theo con đâu. Không đi theo con hả? Ừ. Không có, bà ở đây thôi chứ con đâu bắt cóc bà đâu. Ở trên này mà. Dạ, ở này luôn. Dạ. Này luôn. Dạ. Đi theo con đâu? Dạ, không theo con đúng không? Ừ. Ừ. Sợ bán bắt cóc bán qua Trung Quốc đúng không? Tên gì? Không biết tên. Con tên gì hả? Con tên bắp. Đất. Bắp bắp trái bắp á. Chị bắp. Dạ đúng rồi. Lão tôi à. Dạ. Cái tên bắp đâu? Lão tôi à. Dạ. Con người láo. Con không có láo, nói thiệt. Nói thiệt. Gì? Con không có dám nói láo bà đâu. Hôm nay xong ngôi nhà rồi, bà đãi thợ bằng món ăn gì? Bà có cái món gì mà để đãi thợ thợ không? Bên kia thợ ngồi chờ bà đãi rồi. Con người cho mới ăn. Dạ. Cầm chôm mới ăn. Bà nói gì không hiểu rồi luôn. Hỏi bà làm con ăn sao ăn? Cười. Đúng không bà? 93 tuổi chống gậy đi vẫn còn được. Hay là con ăn đúng? Rồi đi vô bà ơi, vô nắng đi, vô như ghế ngồi đi. Nắng lắm. Dạ. Đi vẫn còn khỏe mà, chẳng qua là hơi bị lẩn lẩn xíu thôi. Rồi, đi ghế của bà đâu? Ờ, để con lấy ghế cho bà ngồi nha. Lấy ghế giữa, ngồi ghế đó dễ quật ngửa lắm á. Rồi, bà ngồi đây đây. Bà ngồi đây. Ừ. Sao chú? Chú? Con tôi. Dạ, con bà. Con tôi còn gái là chết người là chết. Dạ, bây giờ bà chỉ còn một người con trai duy nhất thôi. Con người, con một người đó, con trai. Dạ, là con. Con gái là chết người. Dạ, này là con trai cưng của bà. Người không biết cũng biết nói đâu, đôi tay là cũng biết. Dạ. Cũng cứ nghe đâu. Dạ. Rồi khi nào con trai cưng của bà đem đem vợ về cho mẹ? Đi thì mẹ chưa? Cào lên vô. Bắp đã mua cho bà và chú một số đồ dùng như là chăn ga gối nệm đồ cả nhà mình. Giờ bắp sẽ giờ anh hai tí với lại chị gái kia. Xếp nệm ra rồi bung mùng lộ ra sẵn hết luôn. Tối nay bà ở. Cái mền. Hai cái mền của cô Hạnh ở Sài Gòn tặng cho những người nghèo cả nhà mình. Đó, mền đẹp chưa? Mền đẹp chưa? Bà vui chưa?
gì chứ? Đầy đủ luôn, đầy đủ luôn. Tối là nằm ngủ ngon thôi bà ha. Ừ. Đừng có mà la làng la sớm đó nha. Ừ. Bà nha. Nay có nhà mới rồi, không có ai dám vô quấy rầy bà đâu. Tối ngủ đóng cửa lại. Ừ. Dạ. Mua cái loại mùng kia mà mùng kia hết rồi bà Gia Quỳnh. Phải mua cái mùng này. Bà khói mà cười. Đã chưa bà? Đẹp chưa? Cái đó chưa còn không? Em sẽ chỉ cho chị sử dụng cái đèn năng lượng này. Chị mở giùm cho bà chú nha. Tại vì bà chú giờ lẫn lộn tùm lum hết rồi, không có biết đâu. Ra, nút này là nút mở nè chị. Nút on là nút mở. Nút này là nút tắt. Rồi chị bấm thử thao tác thử đi. Nút mở đâu? Ai kìa. Ủa, đắp pin chưa? Rồi nút mở đâu chị? Đó. Rồi nút tắt đâu vậy? Rồi ok, bây giờ em sẽ cài chế độ tự động. Cứ 6 giờ tối là tự sáng, 6 giờ sáng tự tắt. Khi nào ban đêm thấy sáng khó ngủ quá thì mình dùng đồ mốt mình tắt đi. Rồi để cho bà với chú ngủ ha. Rồi chị giúp bà cái phần này luôn nha. Rồi em cảm ơn chị. Đó, nó nháy vậy là cài tự động rồi đó. Dạ. Nha chị nha. Chiều khỏi khỏi bấm hả? Dạ, khỏi bấm, chiều khỏi bấm. Cứ chiều 6 giờ tự sáng à. Cái đồng mốt thì mình cứ giữ kỹ nha, đừng có để vô nước. Cho bà với chú á, là có cái đèn này khỏi tốn tiền điện, nhà mình bớt đi chút xíu. Ha. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị rất nhiều. Rất cảm ơn mình thành quân vô hỗ trợ một cái bóng điện năng lượng cho hai mẹ con. Chú và bà. Dạ dạ. Rồi cảm ơn. Rồi, cảm ơn em chị. Nữa. Dạ anh cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay con xin chúc mừng bà và chú có một ngôi nhà mới. Đây là ngôi nhà tình thương của chị Trần Thị Chi ở bên Cali và chị Kheo Khi Chí ở bên Cali, dành tặng riêng cho bà và chú nha. Hôm nay bà vui không? Vui. Vui nha. Vui. Thiệt nha. Thiệt. Thiệt là phải vui nha. Vui đó. Vui đó. Thôi con nói giỡn á, thì tối bà qua đây bà ngủ luôn ha. Đừng ở bên kia nữa. Pitani mà lại bà có. Mà lại bà Pitani. Nha bà nha. Cái gì cũ thì mình vứt đi. Nha bà nha. Xíu nữa con tặng quần áo mới cho bà mặc quần áo mới luôn nha. Quần áo cũ vứt đi luôn. Nha bà nha. Ừ. Dạ. Bà vẫn đẹp. Hôm nay rất là xúc động luôn cả nhà mình. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Đã thương bà và chú. Cho bà và chú một ngôi nhà tình thương rất là ấm cúng luôn. Bà con sẽ xin cô chú anh chị mà thường quân chích ra một ít quỹ để mình cùng chung tay giúp đỡ cho bà và chú thêm một số tiền nữa để mua những món quà này cho bà và chú sử dụng trong một thời gian sắp tới đây. Rồi, con sẽ tặng thêm cho bà và chú những thức ăn thực phẩm nha. Cho bà dùng nha. Bà nói bà thích cá khô đúng không? Dạ, con tặng cho bà là cá khô này 3kg nữa để dành ăn ha. Đó, bà thấy đã chưa? Chú thích cười hoài luôn đó nha. Rồi, hạt nêm. Bánh nè. Bột ngọt. Ngọt. Dầu ăn. Nước mắm. Nước tương. Đường. Trái gà. Rồi, mấy cái bịch bỏ vô luôn. Với lại 10kg gạo đó nha. Tôm. Nước tôm. Rồi thêm một thùng sữa dành tặng cho bà. Rồi bỏ đó chị, thùng sữa nữa nè, bỏ bên kia đi.
Rồi đây có một số quần áo của cô Lan ở Diên Khánh, Nha Trang dành tặng cho những người nghèo. Con soạn ra một ít để dành tặng cho gia đình mình. Chị lấy mấy cái bộ nào cho bà mặc. Cô thử mấy bộ mà lớn lớn tuổi á. Bà thích cái này. Bà thích cái đó không? Chú sợ rộng mà mặc không vừa chứ. Không vậy. Chú bị y là. Còn cái khác thì chị bung nó hết luôn, bung nó hết không có đồ đẹp không? Vui chưa? Đẹp không? Lấy được chưa? Dạ. Ô đồ mát mẻ ha. Để bà tắm đã bà mới mặc lại. Dạ. Có cái áo khốt với chồng nữa. Lạnh lạnh thì mặc cho bà. Còn cái này là những bộ quần áo chị Trần Thị Chi ở Cali và chị Kheo Khi Chí đã kêu bắp mua hai bộ quần áo để dành tặng riêng cho chú. Thấy chú cũng có quần áo mặc thấy thương quá. Rồi mới mua có còn tem luôn ở nhà mình. Đó, chú mặc mấy cái đồ này áo thun đồ thể thao cho mát hả chú ha. Chú thích không? Đồ đẹp nè. Thích. Nè đồ của chú nè. Thích không? Rồi. Phố lên đèn là chú lên đồ đi cô gái liền hả? Em nhìn vậy. Dạ. Tập video trước á, thì Bắp có chia sẻ cái hoàn cảnh của bà lên trên kênh của Bắp thì được một số của chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ và dành tặng cho bà một ít tiền. Bây giờ con sẽ đọc tên những cô chú nha. Cô Thơm ở Bình Dương tặng cho bà là 500 ngàn. Anh chị giấu tên ở bên Úc tặng cho bà là 3.100.000. Bác Nguyễn Thanh Nga ở Mỹ tặng cho bà 1 triệu đồng. Cô Hai quận 4 tặng cho bà là 1 triệu đồng nữa. Tổng cộng số tiền là 5.600.000. Và con xin chích thêm một ít quỹ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ra nữa để tặng cho bà thêm một ít nữa. Với lại chồng của cái chị này á, là chú á, thì đang nằm bệnh viện đúng không chị? Dạ. Nằm bệnh viện thì không có tiền bạc gì hết, đi tới đi lui không có tiền này kia, thấy cuộc sống khó khăn, gia đình rất là khổ luôn đó nha. Giờ con sẽ đọc tên những cô chú nha. Dạ. Chị Thiên Thần ở bên Úc, cô Thư quận 9, bác Minh Mẫn ở Mỹ, bác Nguyễn Thanh Nga ở Mỹ, chị Cẩm Vân ở Mỹ, cô Nguyễn Thị Phải ở Cali, chú Trần Văn Thí ở Cali, anh Trần Ngọc Châu ở Cali, cô Thuận quận 2, cô Dầu ở Cali, cô Chi Tài ở Bình Tân Sài Gòn, cô Ngọc Tâm quận 1, cô Trang Nguyễn ở Mỹ, cô Trang ở Cali, chị Hương ở Đài Loan, bác Nghiêm ở bên Mỹ, cô Hai quận 4, chị Ánh Tuyết ở Đồng Nai, dì Hai Vui ở Úc, chị giấu tên ở Đồng Tháp, cô Lan chú Hoàng ở Gò Vấp, chị Sang ở Lộc Ninh Bình Phước, cô Úc Kiều ở Cần Thơ, chị Trần Thị Chi ở Cali, chị Thủy ở Thủ Đức, cô Dương Mỹ Châu ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Trang ở Bình Thuận, mỗi người 100.000 nữa. Tổng số tiền là 2.700.000 cộng với 5.600.000 của cô chú mà đợt trước đã hỗ trợ cho bà. Cộng số tiền đó lại là 8.300.000. Mà con mua hết những đồ vật dụng như là mình chiếu ra thực phẩm, thức ăn, đồ thêm một cái đèn năng lượng nữa. Tất cả là 2.570.000. Lấy 8.300.000 trừ cho 2.570.000, số tiền còn lại á còn dư để dành cho gia đình bà là 5.730.000. Bây giờ em sẽ gửi số tiền 5.730.000, chị đại diện nhận số tiền rồi đi. Nhưng mà cái số tiền này chị tính á, là mình sử dụng vào cái mục đích gì? Xây dựng một bộ cho nuôi cho bà. Thì là nhỏ nhỏ cũng được. Trước sẽ đọc
mua bò nhỏ hả? Là tầm có bao nhiêu tiền? Chắc 5 triệu gì đó, không ăn cũng được, mi sao là có bò nuôi cho bà. Nuôi để sau này bà có mất đi thì lo cho bà hả? Đó chị tin vậy, có được không? Dạ. Thì chị cứ sử dụng sao cho hợp lý. Dạ. Hợp lý. Rồi em mong sao mà chị chăm sóc cho bà thật chu đáo. Dạ. Y như là lúc trước bà chăm sóc cho chị vậy đó. Dạ. Nói chung cái đó là cái tình cảm của bà cháu. Hai chị hơi bỏ bà với lại chú bơ dơ thì thương quá, tội lắm nha. Bỏ thì bỏ từ lâu rồi. Dạ. Nhưng bỏ đâu. Bà thì bà không sống được bao nhiêu lâu nữa đâu, tầm cỡ vài năm nữa thôi. Ráng cố gắng chăm cho bà ha chị ha. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều luôn. 500, 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu, 3,5 triệu, 4 triệu, 4,5 triệu, 5 triệu, 5,5 triệu, 5,7 triệu, 30,000 lẻ nữa. Rồi 5,730,000 lẻ. Cô chú Mạnh Thừa Quân đã yêu thương gia đình mình vậy á, thì chị có đôi lời cảm ơn gì gửi gắm đến cô chú phương xa không? Cảm ơn chứ, rất cảm ơn Mạnh Thành Quân hỗ trợ cho hai mẹ con bà, rất rất vui, rất cảm ơn. Cô không biết cảm ơn như thế nào nữa, vui lắm luôn. Dạ. Rất cảm ơn mấy người hỗ trợ, cô chú giờ lại Mạnh Thành Quân hỗ trợ cho hai mẹ con bà. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Với lại chị Trần Thị Chi ở bên Cali và chị Kheo Khi Chí ở bên Cali hỗ trợ cho bà một căn nhà có trị giá là 30 triệu đồng. Yeah. Rồi chị có gửi gắm đôi lời gì đến hai chị không? Ở bên Cali không? Có chứ, chị rất cảm ơn hai cô ở bên Cali, rất cảm ơn hỗ trợ nhà cho bà, hai mẹ con bà. Giờ bà với chú hỗ trợ cho hai mẹ con bà, cô cũng rất cảm ơn, vui. Dạ. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Thôi có lẽ thì bây giờ bác sẽ xin phép về để cho bà ăn cơm rồi nghỉ ngơi rồi nữa. Bây giờ con xin phép bà con về nha bà ơi. Dạ. Hôm nay có nhà mới. Con chúc ơn bà là ở trong căn nhà này là vui vẻ nha. Vui. Dạ. Vui lắm. Dạ vui lắm hả. Bắp cũng đã hoàn thành tâm nguyện của hai chị ở bên Cali, hỗ trợ cho bà một ngôi nhà rất là đáng quý luôn cả nhà mình. Rất là thương hai chị luôn. Và cũng là rất cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thừa Quân nữa. Thôi bây giờ con xin phép bà chú với lại chị con về nha. Lần sau có dịp, có duyên nữa thì con sẽ ghé quay trở lại thăm bà nha. Chào bà nha. Cảm ơn con. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn bà. Cảm ơn cũng bà. À, chú cười gì vậy? Chú cười gì vậy chú? Hả? Vui đúng không? Vui. Dạ, con nói cái đâu. Dạ. Con khôn mà. Dạ. Thôi bây giờ con xin phép con về nha. Để cho bà ăn cơm buổi trưa rồi nghỉ ngơi này kia nữa. Chịu. Một lần nữa bắp cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà của chú anh chị Mạnh Thừa Quân đã nhân rộng vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật nhiều sức khỏe nha. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi những tập video của bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho bắp một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cho bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Bye bye bà con về. Bye bye cả gia đình mình. Bye bye.